Kính thưa quý vị, Hải Cơ Minh đang có mặt trong chùa Gò hay còn gọi là Phụng Sơn Tự, góc đường cuối đường Trần Quốc Toản với Minh Phụng, gần Bùng Minh Cây Gõ, quận 11 Sài Gòn. Thì phần giữa chính điện và nhà hậu tổ là có cái giếng trời và bốn mái ngói đều dồn về vô khu vực giếng trời này. Vì thấy ở giữa có cái hồ cá và có hòn non bộ Giả Sơn. Vì thấy ý nghĩa theo Hải đó là đây là một kiến trúc rất độc đáo, phong thủy tuyệt vời, là bốn mái ngói của ngôi chùa, từ chính điện phía trước đến hậu tổ phía sau, và hai hành lang hai bên đều dồn nước về cái khu vực trung tâm này để tích thủy, tụ thủy quý vị, lọc trời đó, và nhận cái ánh sáng dương sưởi ấm bốn góc của ngôi chùa. Và trên cái hồ nước đó là xây hòn Giả Sơn, hòn non bộ gì, thể hiện cái núi non. Và trên núi non đó là tượng tòa sen của Đức Phật, của Quán Thế Âm Bồ Tát, để mà phù hộ cho chúng sinh được an lạc, tốt lành. Và phía dưới thì có nuôi cá. Đó, nó tạo cho một cái mô hình thu nhỏ của tiểu vũ trụ. Và người giúp hướng dẫn trong tiểu vũ trụ đó, đó chính là Đức Phật. Rồi có Phật Bà, Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Những điều này nó làm cho ngôi chùa Gò Phụng Sơn Tự càng thêm độc đáo. Và khi đến đây thì quý vị có cảm giác rất là được yên ổn. Và vì trong tiểu vũ trụ đó chúng ta là một phần nhỏ, và nếu chúng ta có lòng thành thì Đức Phật không bao giờ từ bỏ chúng ta, và vũ trụ thiên nhiên luôn được vận hành, luôn màu nhiệm. Và chúng ta hãy sống sao cho đừng phụ lòng Đức Phật, làm nhiều điều phước thiện để cho cuộc đời có ý nghĩa hơn. Vì hai chữ vô thường luôn luôn theo sát chúng ta trong cuộc sống trần thế. Đó, nên nhân chuyến biến chùa dắt chùa Gò Phụng Sơn Tự sáng ngày 12 tháng 4 2017 có đôi lời cùng quý vị để chia sẻ, và Hải Cơ Minh sẽ đi một vòng để thấy được một cái tiểu vũ trụ nhỏ ở giữa kiến trúc chùa Gò, và nó phản ánh cái tư tưởng xuyên suốt của Phật giáo, một triết lý rất hoàn hảo về cuộc sống trên trần thế, nằm một phần nhỏ trong chín tầng trời, trong một cái đại vũ trụ lớn. Và người dẫn dắt đại vũ trụ đó chính là Đức Phật. Vì thế hy vọng với những cái lời bộc bạch này, quý vị đỡ nhớ Sài Gòn, đỡ nhớ về một cõi tâm linh mà ngày nay chúng ta có được, thừa hưởng được, nó hình thành từ rất lâu đời của học thuyết về Phật giáo. Và Đức Phật luôn luôn gần gũi với chúng ta để hướng chúng ta sống sao cho an lạc, sao cho đẹp hơn, để thoát khỏi bể khổ, về với cõi Niết Bàn.
Ok, thank you. See you quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.